Trận đấu thứ hai bắt đầu, trận đấu giữa Minh Phúc của Hải Phòng tay vợt phía gần màn hình và tay vợt phía xa màn hình là Lê Thanh Lâm Hà Nội. Trong trận đấu thứ nhất thì Lê Thanh Lâm đã giành chiến thắng với tỷ số là 22-20 và điểm số đầu tiên cho Minh Phúc. Cầu ngoài sân, điểm sân bằng 1-1 cho Lê Thanh Lâm. Ok chị Nguyễn Quỳnh Đoan. Ok chị, sorry chị. Điểm 1-1, Lê Thanh Lâm phát cầu. Minh Phúc cố gắng gỡ hòa trận đấu này đi, xem xét 32. Lập cầu rất tốt từ Lê Thanh Lâm. Điểm 2-1 cho Lê Thanh Lâm. Hello chị Hạnh Nga, em chào Trần Ngọc Tiến, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người có thể giúp mình chia sẻ lại cái live stream mới này để có những ai vừa xem có thể xem lại được không? Có thể quay lại với live stream của Hùng được không? Cầu lỗi từ Lê Thanh Lâm. Điểm 2-2. Hello Dương Ngọc Sơn, bảo anh Ngọc Anh lên lấy giày cho hoặc là lên nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên lấy giày đi. Hai vận động viên này không ăn được hải đăng mọi người ạ. Đấy, với hải đăng thì chắc chỉ lên được khoảng 15 quả là cùng thôi. Xin chào anh Giang Lít, xin chào anh Linh Milo, xin chào anh Mai Đức Hiệu. Alo. Vâng. Không, hủy đơn cho em rồi nhé. Điểm đang là 3-3 trong trận đấu thứ... Đập cầu tốt từ Minh Phúc, 4-3. Minh Phúc cố lên nào. Để xem xét 3 nó mới hay. ba cho Minh Phúc. Trận này rất đáng tiếc kìa. Điểm 4-4 sao thế em? Xét trước phát hỏng 2 quả rồi. Trận này lại phát hỏng tiếp. Bộ công an đang đánh anh Long Ninh này. Bộ công an đang đánh sân bên cạnh. Phản cầu rất tốt từ Minh Phúc nhưng có vẻ Lê Thanh Lâm điều cầu rất tốt, Minh Phúc chạy khá nhiều. Cầu ngoài sân. 5-4 cho Lê Thanh Lâm. Ok, nữ Thái Bình và Đồng Nai đang đánh nha mọi người ơi. Đang đánh. Mọi người có thể nhìn thấy cái vợt hồng của Thái Bình đang thi đấu. Minh Phúc có vẻ chân hơi dính dính vào rồi. Ôi, phản cầu hay thế nhỉ. Tiếp qua Phúc ơi, bình tĩnh. Điểm 6-4 Lê Thanh Lâm, một pha phòng thủ rất xuất sắc. Đúng rồi, bên kia là chị Hồng nha, Nguyễn Linh ơi, chính xác là chị Hồng. Bắc Giang có đánh chị Hạnh Hà ơi. Điểm 6-4 cho Lê Thanh Lâm. Cầu ngoài sân đúng một xíu, rất đáng tiếc cho Minh Phúc. Điểm 7-4 cho Lê Thanh Lâm. Học sắp đánh nha Văn Định ơi, tình hình là Học sẽ đánh trùng với trận đấu này đấy. Nên là mọi người sẽ phải lựa chọn là xem nốt trận này hay là xem trận của Học. Cầu trong sân. Điểm rút ngắn 5-7 cho Minh Phúc, rất hay. Nữ Thái Hồng là hồng của Thái Bình nha chị ơi, nữ Thái Bình. Hồng của Thái Bình. Rồi, 5-7 Minh Phúc phát cầu. Ok mọi người, trận Quốc Học mình sẽ quay lại. Non rồi em ơi. Minh Phúc đang gặp một chút vấn đề về tâm lý rồi.
85 cho Lê Thành Lâm. Ok, năm sau Bá Học đánh nha em ơi, xem đội Lạng Sơn thế nào, đi đánh đi thôi. Rất hay, cơ hội tấn công. Đập xịt rồi. Hôm nay có vẻ Minh Phúc hơi cuống, cảm giác thế. Cầu ngoài sân 9-5 cho Lê Thanh Lâm. Cảm giác hôm nay Minh Phúc di chuyển không được bon cho lắm. Di chuyển cảm giác chân nó cuống cuống với nhau ấy. Đà Nẵng giải này có đánh chưa anh Quốc Sơ Non ơi? Đà Nẵng đánh nữ mà, đánh đồng đội nữ có đánh chưa ạ? Nay thi đùa. Đội điểm 69 cho Minh Phúc. Hôm qua đang ly nữ tự nhiên sập. Đang ly nữ tự nhiên sập nguồn điện thoại và đúng lúc đấy bị ban tổ chức đuổi vì xuống sân ly. Tiếc quá em ơi. Này xe hỏng mấy quả rồi. Học đây bây giờ mà gặp vào Lâm lên về thì học. Rồi bây giờ gặp lại Lâm lên về. Cầu ngoài sân 11-6 cho Lê Thanh Lâm rồi. Minh Phúc bị trôi rồi. Xem có đủ bản lĩnh không nhá. Xem huấn luyện viên làm gì đây. Có chỉ đạo cần thiết không? Mình thấy cách truyền đạt có vẻ không ok lắm. Ok, đây mới trận đầu tiên thôi mọi người nhá. Đây mới trận đầu tiên thôi. Điểm bao nhiêu bộ công an bao nhiêu rồi hả? Học ơi, điểm bao nhiêu đấy? 18-14 cho bộ công an trong set đấu thứ hai này. Tay vợt Phạm Văn Thịnh của bộ công an vẫn rất điềm tĩnh. Set 1 thì Phạm Văn Thịnh thắng 21-19, set 2 đang dẫn trước 18-14 rồi. Tình hình là 19-14. Ok, set đấu thứ hai ở nội dung đơn nam 11-6 cho Lê Thanh Lâm. Kéo lưới rất tốt từ Lê Thanh Lâm, cơ hội tấn công. Minh Phúc bật rất cao, vẫn đập được. Không được rồi. Lê Thanh Lâm vẫn bình tĩnh hơn. Lê Thanh Lâm rất tự tin, kéo lưới không qua rồi. 72 cắt được rồi, cố lên. Chắc 1 hay hơn rất nhiều, nhưng mà lại không quay lại. Chắc 2 này hơi trùng. Chắc 1 rất hay. Đập cầu tốt từ Minh Phúc. 82, cố lên em, chưa có gì cả. Ok, chiến thắng cho bộ công an. 21-16 cho bộ công an trong set đấu thứ hai. Anh Thịnh chưa một lần thất bại trong giải đấu này. Phạm Văn Thịnh chưa có một trận đấu nào thua cả. Anh Thịnh lúc nào thế nhìn thì rất có vẻ mệt nhưng đánh cực bền. Nhìn rất là cảm giác nhìn rất là mệt nhưng thực ra không phải. Quốc Huy ở trận đấu Quảng Ninh điều hành trận đấu trong tay chính danh tú tại đồng cầu Văn Huế. Ok, hôm nay Quốc Học chuyển qua đánh trận 3 mọi người. Quốc Học đánh trận thứ 3. Lê Duy Nam vào trước.
Bản cầu rất tốt từ Lê Thanh Lâm. Hay lắm em ơi, bật cao lắm. 92 rồi, 3 điểm liên tục rồi. Thêm 3 điểm nữa là nó hòa thôi mà. Xem xếp 3 là 12. Cố lên. Anh Thịnh Bộ Công an động tác không đẹp, nhìn thì rất có vẻ mệt nhưng lúc nào cũng thắng. Thế 52. Nhìn đánh di chuyển không bon lắm nhưng đánh rất từ từ. Động tác rất xấu. Nhận xét thật mà. Nhưng mà đánh lúc nào cũng thắng, quan trọng là thế. Mười mười hai rồi, hay lắm em ơi. Đang đỏ, đang đi. Đang đỏ. Cầu đang đỏ, chưa hỏng. Đang đỏ. Mình phút lúc quả cuối nãy là không nên đổi cầu. Đổi cầu. Cầu mới anh bạn. Xếp ba đi, bạn này tuyển trẻ nó khỏe lắm. Hay đấy nhở, đập cầu cạch từ Minh Phúc nhưng giành điểm 11-12, hay rồi. 11-12 rồi. Lần trước Lê Thanh Lâm bật, lần này Minh Phúc bật đi cho nó hay nào. Hôm trước thì trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Ninh thì Hải Phòng ăn đứt 5-0. Trong khi đó thì Bộ Công an hôm qua Bộ Công an vừa ăn Hải Phòng 4-1. Về trận đấu này thì ai cũng có, về trận đấu đồng đội giữa Quảng Ninh và Bộ Công an thì ai cũng có thể đoán được là kết quả chung cuộc sẽ là chiến thắng cho Bộ Công an, trừ khi những điều kỳ diệu xảy ra. Thực sự nếu mà trông chờ những điều kỳ diệu xảy ra hoặc những điều may mắn thì gần như là không thể trông chờ được, trừ khi mình phải giỏi hơn thôi. Muốn đánh bại đối thủ cách duy nhất là mình phải đánh giỏi hơn họ. Hay lắm em ơi. Cứ bình tĩnh thôi. Thủ cầu vẫn chắc chắn từ Lê Thành Lâm. Hay lắm. Ôi, tiếc quá. Điểm 13 đều không sao cả. Ăn 1 giây 7 điểm, hay lắm rồi em. Cố gắng. Hello tất cả mọi người, mọi người thấy trận đấu này hay không ạ? Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người giúp mình chia sẻ live stream với ạ. Rất nhiều người đang mong muốn được xem những trận đấu như này. Rất hiếm khi những tay vợt trẻ lại gặp nhau như thế này. Một năm chỉ có 1 đến 2 lần là cùng thôi. Thậm chí là vài năm họ mới có duyên gặp nhau một lần. 13 đều sắc đấu thứ 2. Hai tay vợt này đánh rất cân tài cân sức. Cái cầu ngoài rồi. Không ngoài, gọi là không ngoài. 14-13 Lê Thanh Lâm đập cầu dọc biên rất tốt. Đây là giải cầu lông đồng đội toàn quốc nha mọi người ơi. Đang là trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng. Tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam đều quy tụ tại giải đấu này hết. Mười bốn mười ba cho Lê Thanh Lâm. Hết rồi. Ép cầu rất nhanh cho Lê Thanh Lâm. 15-13. Phúc cố lên. Xem tí. Điểm hay thế nhỉ? Tốt. Vẫn phản cầu được, cảm giác của Lê Lâm quá tốt. Cầu vẫn trong sân. Cầu vẫn trong sân. 14-15. Nữ bên kia xem một Thái Bình thắng nhá, xét 2 đang là một đều anh ạ. Đập cầu ngoài sân. Trong sân. Cầu trong sân.
16, 14 cho Lê Thanh Lâm. Cố lên nào. Cố lên, ra đây. Đập tốt nhờ, bây giờ có vẻ Lê Thanh Lâm. Lê Thanh Lâm đập rất căng. 17-14 cho Lê Thanh Lâm trong set đấu thứ 2. Minh Phúc có một lần nữa đuổi kịp điểm số hay không? Rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta được chứng kiến một trận đấu thực sự hay. Cắt đi, cố lên em. Tất cả cổ động viên đang cổ vũ cho em. Hà Nội nó khỏe. Tốt. Phải nói là Lê Thanh Lâm đang có cảm giác rất tốt và tự tin nữa. Phong độ của Lê Thanh Lâm là đang rất tốt. 25, 15, 17 chưa gì cả. Đúng rồi, Thái Bình thắng mọi người ạ. Chắc một Thái Bình An. Trận đấu giữa Quảng Ninh và Bộ Công an đang ở 9-2 Bộ Công an trong trận đấu thứ nhất, trận đấu thứ hai. Lê Vina đang áp đảo đối thủ của mình. Mình tay vượt Quảng Ninh. Trong sân. Ngoài. Ngoài sân đúng một tí. Rất đáng tiếc. 18-15 cho Lê Thanh Lâm. Tiếp tục kiên trì. Bật lại đi. Trước cũng 18-15 bị Lê Thanh Lâm bật, bây giờ bật lại đi em. Pin cạn cách ba quả. Thanh niên trẻ khỏe. 18-19 tuổi. Rất hay, vâng, Minh Phúc ơi, hay quá. Vẫn còn, thủ rất bền. Rất hay. Hay lắm, cố gắng lên. Cố lên. Minh Phúc đang rất cố gắng. Vâng, rõ ràng Lê Thanh Lâm yêu cầu tốt hơn, Minh Phúc đã phải chạy khá nhiều. Điều tuy thẳng khán giả đấy. Hello chị Thim ơi, hello cu còi nha, xin chào Nguyễn Đình Duy. 16-18. Hai điểm thôi, cố lên em. Cố lên này, set 3. Minh Phúc cố lên. Tập trung ra. Cố lên, hai điểm, cố lên. Số 8, Minh Phúc bắt cầu. Chắc vào. 2 17-18. Một cầu ngoài của Lê Thanh Lâm. Đó là pha phạt cầu lỗi của Minh Phúc cũng rất may mắn. Có người cổ vũ cho Lê Thanh Lâm rồi. Lần đầu tiên nghe đây. 17-18. 18 đều. Ôi, Lê Thanh Lâm tâm ý rồi. Tâm ý rồi, Lê Thanh Lâm ơi. Quá sức cầu cao sang nào.
hai quả vát hơi lỗi mà nó lại đều đánh hỏng. May mắn đấy. Nó cũng không dám vồ chú ạ. Đánh kiểu này vồ như đâu bị phản ấy ngay. Kỳ cầu rất lắc từ Lê Thanh Lâm. Hay quá Phúc rồi, cố lên nào. Cố lên, tốt thế. Ui, đáng tiếc chém cầu ngoài sân. Tiếc quá. Chưa sao. Mới 19-18 thôi. Đánh làm sao không phải để họ đuổi mình. Kiên trì cục Phúc ơi. Người chín đều hay lắm. 19 đều. Hải Phòng cố lên nào. Tất cả các khán giả trên khán đài đang cổ vũ cho Hải Phòng. Mười chín đều. Kéo lưới tốt từ Lê Thanh Lâm. Mình Phục vẫn chưa thể vươn lên dẫn trước. Cố lên. Bật đi. 20-19, 20 đều nào. Cố lên, cố lên. Ui giời ơi. Kỳ cầu rất tốt từ Lê Thanh Lâm. 21-19. Vâng, xin chia buồn với Minh Phúc. Đấy, thế rất cần nhưng rất tiếc là Minh Phúc đã chưa tận dụng được trận đấu thứ nhất khi dẫn trước đối thủ 18-15 mà lại để bị bật. Dù sao thì Lê Thanh Lâm vẫn bền, vẫn chắc hơn. Chúng ta xem Lê Duy Nam đánh với chiến sĩ số 2 trận thi đấu của Việt Nam giữa Hải Phòng và Hà Nội. Trận đơn thứ hai Trường Giang là trận đội Hải Phòng, Tiên Tuấn là trận đội Hà Nội. Ok.